Xin chào các bạn đến với shop xe đạp 88. Hôm nay shop xe đạp 88 sẽ giới thiệu với các bạn dòng xe đạp thể thao đua Tipter Hunter 2.0 được sản xuất tại Đài Loan và được phân phối độc quyền chính hãng tại shop xe đạp 88. Dòng xe đạp Tipter là thương hiệu Đức được sản xuất tại Đài Loan. Với thiết kế của dòng Tipter Hunter 2.0 là khung là hợp kim nhôm, vành nhôm 4 cm. Cùng với đó là bộ chuyển động Shimano SRAM, hai đĩa đằng trước là 10 đĩa đằng sau là 20 tấc, tay đề cũng là Shimano SRAM. Dòng này đang được shop xe đạp 88 bán sale giảm giá chỉ 12.300.000 đồng, tặng kèm giá nước, bình nước, chuông chắn bụi và gói bảo hành trị giá gói bảo hành chính hãng 1 năm miễn phí. Có trục trặc gì các bạn cứ mang qua shop xe đạp 88 sẽ được bảo hành. Mình sẽ đi chi tiết về xe. Dòng xe đạp Tipter Hunter 2.0 được sản xuất tại Đài Loan thì có thiết kế khung là kim nhôm với bộ dây đề, dây phanh đi âm sườn. Cùng với đó đây là dây đề, dây phanh đi âm sườn hết. Cùng với đó là nước sơn tính điện dạng quang, ban đinh thể phát sáng. Đây, các bạn khi chiếu vào nó đã phản lại. Đây là cái tem dạng quang. Mối hàn đi mờ, đây là gọi là khung không mối hàn. Mối hàn đi đây là mờ, hầu như không nhìn thấy. Khung nhôm, cùng với đó là bộ chuyển động Shimano SRAM từ đùi đĩa, SRAM Apex này. Cụ đề Shimano SRAM này. Cụ đề sau cũng là Shimano SRAM Apex với 10 tầng nếp, 2 tầng đĩa. Cùng với đó là vành 700. Vành 700 nhân 23C. Đây là vành dày 4 cm. Lốp là lốp Kenda. Dòng xe này sử dụng tất cả lốp Kenda. Xích là IPN. Xích IPN. Cùng với đó là khóa cọc yên. Khóa cọc yên Tipter nhôm. Cọc yên Tipter nhôm đúc Peran nhôm vòng bi. Yên là yên Tipter, người ta mềm. Yên kiểu dáng đua rất là mềm. Cùng với đó là bô tăng cũng là Tipter, ni lông Tipter cong. Và đây là tay đề. Tay đề và kiêm tay phanh. Do này sử dụng bộ tay đề nắp, có nghĩa là nó sẽ kết hợp cả tay đề và tay phanh là một. Khi các bạn gạt ấn vào trong bóp về là phanh. Còn là sẽ khi các bạn ấn đây, các bạn thấy lắc, có thể lắc để mình đẩy cái tay phanh sang bên trái và bên phải là sẽ thay đổi bộ chuyển động. Đều là tay đề, đều là Shimano SRAM Apex, phanh cũng là Shimano SRAM Apex. Chúng ta có thể gọi chung là dòng Tipter Hunter 2.0 có nghĩa là full SRAM Apex, có nghĩa là từ củ phanh, củ đề, tay phanh, tay đề đều là Shimano SRAM Apex. Đùi đĩa cũng là đùi đĩa nhôm SRAM Apex. Đây là củ phanh sau cũng là Shimano SRAM Apex. Đây là củ phanh sau, có rất là êm. Cốt giữa này là cốt giữa đúc rỗng. Vòng bi bạc đạn chống thấm nước rất là tốt. Dòng này sử dụng Meyer Red, vẫn là Retro. Meyer Retro mở khóa nhanh để tiện lợi sử dụng cũng như sửa chữa thay thế. Hiện tại dòng xe đạp Tipter Hunter 2.0 đang được shop xe đạp 88 bán sale giảm giá chỉ 12.300.000 đồng, tặng kèm giá nước, bình nước, chuông chắn bụt và gói bảo hành miễn phí 1 năm. Các bạn có thể qua trực tiếp các showroom bên shop xe đạp 88 để xem xe, cũng như là truy cập vào website xe đạp 88.vn hoặc fg3.vn để xem thông tin chi tiết hơn về xe, cũng như tất cả các mẫu xe thể thao, xe đạp địa hình bên shop xe đạp 88 đang bán. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp hotline 0933 522 186 để được tư vấn như đặt hàng tất cả các mẫu xe. Hiện tại bên mình có bán tất cả các mẫu xe thể thao người lớn cũng như xe đạp trẻ con. Đây là tất cả các mẫu xe thể thao trẻ con cũng như người lớn. Các bạn cứ qua trực tiếp các showroom bên shop xe đạp 88 để nhận được nhiều ưu đãi cũng như là phần quà khủng. Hoặc liên hệ trực tiếp hotline 0933 522 186 để được tư vấn như đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video.